Phụ kiện 46 món, một đổi một trong vòng 3 tháng. Sửa chữa được tất cả mọi phương tiện. Được làm bằng chất liệu cao cấp để sử dụng lâu bền và thiết thực. Với chất lượng cao và thiết kế chính xác, nó sẽ đảm bảo tính phổ biến và tính thực tiễn của nó. Có 46 bộ công cụ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Bộ phụ kiện hoàn hảo cho chủ xe, bao gồm mũi vặn vít và mũi vặn bu lông đủ các kích cỡ, giúp công việc của bạn không bị gián đoạn khi đang làm việc. Sản phẩm sử dụng chất liệu có độ cứng cao, chống ăn mòn, rỉ sét, bền bỉ với thời gian. Mở vít 2 cạnh, 4 cạnh, 6 cạnh. Mở được các loại vít thông thường. Mở được các loại ốc từ 8 đến 32mm. Tất cả sản phẩm được đựng trong hộp nhựa cứng gọn gàng, tiện dụng, tránh thất lạc phụ kiện. Nhanh chóng, thiết thực, thông minh là tiêu chí của chúng tôi. Gọi ngay hotline 0961758686.